Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Kona shabd behta waqt baaki vyakaran hai sakt mera takht hai mera takht hai ye aamaran wo aagman ya ho brahman parikrama hazar hai chaare hai kya chaand uske paas jo misaal hai sawal hai na hai jawab ye khayal se nawab hai. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn ca khúc cực kỳ mới của S3, đó chính là ca khúc Next Level. Ok, và trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Nếu như trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn về những điểm nào thì hãy comment ngay bên dưới để mình cố gắng giải đáp thắc mắc sớm nhất tới mọi người nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên thì mình sẽ đặt tao như thế này. Mọi người nhớ là vuông cái tay nha, vuông cái góc tay ngay trên đây. Rồi phần chân của mình sẽ là neck. Ok, mình sẽ đưa cái phần chân bên phải ra ngoài. I'm on the neck level hook. Và mình sẽ hất cái đầu lên như thế này. Rồi đạp tay tà úp, nhớ là cái phần cùi chỏ mình để ý ha. Dạ. Và hất lên một cái là mình sẽ nhấc cái người lên như thế này. Ok. Và quay sang qua bên này, chân của mình sẽ là chạy chạy chạy, bao gồm là trái phải trái. Ok, thì đếm lại nha. 5 6 7. I'm on the neck level hất tà úp, giật một cái và chạy chạy chạy. Sau đó mọi người sẽ thực hiện y chang với bên đây, rất là đơn giản đúng không? Tắt, nhưng mà nó sẽ có thể hơi bị liệu với những bạn nào mà bị làm lại ngược lại cái bên còn lại nó bị không có thuận á, cho nên là mọi người phải đọc kỹ một bài trước khi vô nha. Rồi, hai đi, nét tà úp hấp về và giật, cũng y như vậy luôn ha. Rồi mình giật lên một cái và chạy luôn y như vậy luôn. Ok, rồi mình sẽ đến lại hai đoạn này. 5 6 7. I'm on the neck level hất tà một up, chạy 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 the neck và up hất hất trùng tà hất, chạy 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 dừng. Ok, sau đó mình sẽ xoay cái phần người ra như thế này. 1 2 3 4 5 6 7. Nó tới 7 nhịp lần cho nên là mọi người phải cố gắng làm hơi lâu một chút nha. Đủ 7 nhịp. 2 đi. 1 2 3 4 5 6 7 là mình sẽ đưa cái tay ra như thế này và mình cuộn lên và giật. Ok. Đưa tay cuộn và cổ tay và giật. 2 đi. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Sau đó mình sẽ chỉ ngược về phía bên phải và hai chân của mình sẽ hướng qua bên trái. Chùm chùm chắc. Ok. 2 đi. Chùm chùm chắc. Rồi sau đó mình đặt lên. Bùm bùm chắc. Phần gót chân của mình sẽ bẻ về như thế này và phần mũi chân mình hướng về bên phải. Chùm chùm chắc. Và hất hai tay lên. Tắt. 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 Ok. Rồi mình đếm lại nha. Bùm bùm chắc. 1 và 2, 3 và 4. Hấp, hấp, hấp. Rồi, sau đó mình sẽ để tay như thế này. Tay bên phải để trên đầu, tay bên trái mình sẽ để xéo như thế này. Rồi sau đó mình đánh cái phần hông qua. 1, 2, 3. Đánh qua bên phải nha. 2, đi. La 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 la. Tùm tùm. Hai tay mình sẽ để hai ngón như thế này. Đẩy tay và dừng. Rồi phần vai của mình sẽ đánh về đằng sau. 1 và 2. Bùm bùm tắt. Ok. 1 và 2. Bùm bùm tắt. Cái phần này thì sẽ có tùy thành viên. Có thành viên ở bên đây thì mình sẽ đánh vai ra ngoài như thế này ở bên đây. Ok. Rồi thì mình sẽ chọn cái phía bên đây ha. 2 đi. Chùm chùm chắc. Nghiêng qua. Rồi sau đó mình sẽ đạp tay. La la la. La là mình sẽ để như thế này và nhúng hai chân như thế này. Mình sẽ quay thẳng cho mọi người dễ thấy nha. La la la. Ok, và làm với hướng bên này. 2 đi. La la la. Rồi sau đó tiếp theo mình sẽ đặt tay lên như thế này. La la là kéo hai tay xuống và hai cái lần tiếp theo mình sẽ là xoay xoay. Ok, chân là chân phải phải phải. Rồi xoay á thì là chân trái 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 và phải là mình sẽ đưa lên và hạ xuống một lần.
Ok, mình sẽ đếm lại nha. 2 đi. La 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 la. Xuống. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thử cái tốc độ chậm nha. 5 6 7 chạy 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 đập đập. Chạy 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 bảy nhịp. 2 3 4 5 6 cuộn và chặt. Chị 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 chân 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 chị kia ta đánh không. 1 2 3 tay chị lắc lắc mở quạt. 1 2 3 đập 4 lắc lắc xoay xoay mở giật. Ok, yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Next Level của X3 rồi. Thì Vin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể học được phần chorus của Next Level nha. Nếu mọi người muốn Vin hướng dẫn thêm bài nào nữa thì hãy comment ngay bên dưới nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Nhớ like và share cho video giúp Vin nha. Bye bye.